Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán giao lưu trao đổi tất cả các dòng điện thoại luôn. Anh em nào muốn giao lưu trao đổi thì cứ qua bên mình nha. Địa chỉ của bên mình là số 28 xẹt 15 đường Nguyễn Tư Giảng, phường 12, quận Gò Vấp. Anh em nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì có thể qua mình xem máy trực tiếp. Còn anh em ở tỉnh thì vui vui lòng gọi điện thoại trực tiếp đến số điện thoại của mình nha, hoặc có thể nhắn tin qua Zalo cũng được. Bên mình thì có ship có toàn quốc luôn, anh em ở tỉnh thì vui lòng cọc cạc cho mình hoặc là chuyển khoản cho mình. Chuyển khoản thì mình phi ship nha, còn cọc thì mình sẽ ship. Anh em ship tới thì anh em được kiểm tra máy, test máy ok thì anh em nhận hàng nha. Bên mình sẽ bảo hành cho mọi người là 3 tháng, lỗi thì mình sẽ đổi máy nha. Đó, lỗi thì sẽ được đổi máy luôn. Và bên mình thì không có sửa chữa máy nha, lỗi là đổi. Hoặc anh em nào nếu mà mình không có máy đổi mà anh em không thích đổi thì mình có thể hoàn tiền luôn nếu lỗi. Lỗi do nhà sản xuất nha. Thì hôm nay mình có một số máy giới thiệu tất cả mọi người thôi. Anh em nào coi video nhớ cho mình một like, share, chia sẻ, đăng ký nha. Hàng của bên mình thì bán máy thì hàng về liên tục luôn. Anh em cứ theo dõi máy nha. Để có nhu cầu thì ủng hộ bên mình. Giá của bên mình bán thì nói chung là cực kỳ là hữu nghị luôn nha. Thì đầu tiên mình giới thiệu cho anh em luôn. Redmi 5. Con Redmi 5 này là RAM 3 bộ nhớ RAM 4 nha. Con này là bản RAM 4GB. Coi thử. Con này là bản RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128 nha, chip Snapdragon 665. Con này thì nó hơi trầy trầy nha mọi người, hơi trầy trầy. Con này RAM 4 bộ nhớ trong 64 thì bên mình sẽ bán với giá là 2.550.000 nha. Redmi 5, con Redmi 5 này bộ nhớ nó cao hơn con Redmi 5i nha. 2.550.000. Và mình có RAM 3GB nữa nha, 3GB đẹp keng. Đẹp keng 99 thì bên mình đang bán bản RAM 3GB này với giá là 2.450.000 nha, trên lệch nha 100.000. Mọi người nó chỉ trầy trầy cái vỏ thôi nha. Cái vỏ này là do xài ốp nên nó hơi bị nhăm nhăm nhẹ nha. RAM 3 thì bộ nhớ trong 64 mà RAM 4 là bộ nhớ trong 128 nha. Và mình có thêm một cái màu tím nữa. Cái màu tím này thì mà nó trầy hơi nhẹ nhẹ, bên mình sẽ bán với giá là 2.250.000 nha. Những cái Redmi 5 này thì pin nó rất là trâu bò luôn, pin nó là 5.000. Pin 5.000 nha, chip 665. Chip 665 này nói chung là cực mạnh luôn. Anh em chiến game thoải mái và xài rất là mượt luôn. Con này là màn hình nó rất là to, 6.5 inch. 4 camera sau, camera f1.8 nha. Rất là mượt nha. Oppo Reno 4. Reno 4 thì mình còn một cây thôi. Cây này thì hàng chính hãng và bảo hành nó còn rất là dài luôn, tới tháng 8 2021 nha. Con này là màn hình là 6.5 inch, màu đen, RAM 8 bộ nhớ trong 128, chip Snapdragon 720. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 5.550.000 nha. Con này là con Vivo Y11, con này thì hơi trầy và lưng hơi nhiều nha. Mặt kính thì đẹp, lưng hơi trầy nhiều. Con này mình sẽ bán với giá là 1.750.000, Vivo Y11. RAM 3, bộ nhớ trong là 32 nha. Cái lưng này nó trầy, mọi người dán lại là sẽ ok nha. Tại vì bên mình thì mình lột cái ra cho anh em coi rõ tình trạng thôi. Con này màn hình đó là màn hình 6.35 inch. Những con này có vỏ thay nha, có vỏ thay nhưng mà bên mình thì mình không thay vỏ, mình làm máy là nguyên zin nghiêm chỉnh này để bán nha. Camera kép vân tay một chạm, RAM 3 bộ nhớ trong 32, pin 5.000, pin con này cực kỳ trâu bò luôn. Bên mình bán con này với giá 1.750.000 nha. Samsung Galaxy S10e. Con S10e này còn rất là đẹp luôn, đẹp 99%. RAM nó là 6GB bộ nhớ trong 128, màn hình rất là nhỏ gọn 5.8 inch nha. Con này bên mình đang bán với giá là 6 triệu, hàng chính hãng Samsung Việt Nam. Xiaomi Mi A3 nha. Còn một cây màu trắng. Con này màn hình 6.1 inch, màn hình AMOLED, vân tay trong màn hình, RAM 4 và nhớ trong 64, chip Snapdragon 665. Con này máy ngoại hình thì tầm 98% nha, hàng chính hãng. Những con này là còn bảo hành nha mọi người. Bên mình sẽ bán con này với giá là 2.650.000.
Vinmark ROI 3 nha, máy đẹp keng 99.9 99% nha. Con này màu bạc mà nó pha tím tím nha. Con này mà RAM nó là 2GB, bộ nhớ trong 32GB. Màn hình nó là 650 pin 5000. Bảo hành chính hãng thì cũng còn rất là dài luôn. Con này bên mình bán với giá là 1 triệu 650 ngàn nha. Ra máy rất là to luôn. Chip Snapdragon 632, pin 5000, 3 camera. 1 triệu 650 ngàn nha. Vivo i50, con này thì máy đẹp 99% nha, i50. Con i50 này thì RAM 8GB, bộ nhớ trong là 128, màn hình là 6.5, chip Snapdragon 665 nha. Camera trước nằm trong màn hình và 4 camera sau. Con này máy đẹp 99, bên mình đang bán con này với giá là 3 triệu 850 ngàn nha, Vivo i50, 3 triệu 850 ngàn. Hàng chính hãng nha, những cái này là còn bảo hành chính hãng rất là dài, phải tầm 8 tháng trở lên nha. Bên mình này hầu như là bán hàng những con hàng máy mới bây giờ không à, nên là hàng nó này là nó còn bảo hành rất là dài luôn, anh em mua thì cũng yên tâm, tại vì mình bán cái đời này là đời mới ra không à, chứ cũng không có đời cũ nhiều. Mình thì còn cũng rất là ít bán những con mà sắp hết bảo hành nha, mà hoặc là ra lâu quá rồi thì mình con đó thì bây giờ xài nó sẽ không được ổn định nữa, nên mà mình cũng lâu lâu mới có một cây thôi, tại vì mình thấy nó zin quá mình mới lấy thôi nha. Còn hầu như là mình lựa chọn những cái máy mà nó còn bảo hành dài để cho mọi người ở tỉnh thì mọi người mua thì cũng yên tâm hơn. Con này là con Oppo Reno 2F, RAM 8 bao nhiêu trong 128 nha, màn hình 6.5, màu trắng, máy đẹp 98%. Con này hơi trầy trầy, chỗ này nhẹ nha. Con này bên mình sẽ bán với giá là 4 triệu 150 ngàn. Reno 2F màu trắng. Vivo i30. i30 này thì bên mình đang bán với giá là 3 triệu mốt nha. Cái là cái Vivo i11. Máy đẹp keng 99% nha, rất là đẹp luôn. Viền rồi còn rất là đẹp. Con này RAM 3 và nhớ trong 32. Bên mình đang bán con này với giá là 2 triệu 150 ngàn nha. Con này là Vivo i12. Thì máy con này đẹp 98% nha, Vivo i12 đẹp 98. Bên mình bán con này với giá là 2 triệu 150 ngàn. i12. RAM 3 bộ nhớ trong 32GB. RAM 3 bộ nhớ trong 64 nha, Vivo i12, RAM 3 bộ nhớ trong 64, pin 5000. 2 triệu 150 ngàn. Huawei Nova 5T. Máy con này thì đẹp 99% nha, nguyên zin. Con này RAM 8 bao nhiêu trong 128, chip Kirin 980 nha. Con này thì nói chung là một con máy chụp hình rất là đẹp luôn. Đây. Con này chụp hình rất là nét luôn nha mọi người. Cực kỳ nét luôn. Con này bên mình đang bán với giá là 4 triệu 850 ngàn. Oppo Reno 2. Con Reno 2 này thì bên mình bán với giá 5 triệu 350 ngàn nha. Con này thì nói chung là nó trầy trầy mặt lưng, chứ viền nó hơi trầy nhẹ thôi. Nói chung là nó trầy cũng không ảnh hưởng gì hết nha mọi người. Mọi người dán lại là đẹp rồi, hoặc là xài ốp vô thôi, chứ là nó cũng trầy rất là nhẹ thôi, cũng chả ảnh hưởng gì đâu. Con này RAM 8 bao nhiêu trong 256. Camera trước trượt lên là camera vây cá nha. Bên mình bán con này với giá là 5 triệu 350 ngàn nha. Nói chung là bên mình bán giá cập nhật theo giá thị trường, nên là giá bên mình bán rất là ok so với những cái shop khác nha. Con này là Huawei Redmi 5i, RAM 4GB bộ nhớ trong 64 nha. Con này thì máy đẹp 99% luôn, đẹp keng. Chip 665, pin 5000, màn hình 6.5. Con này bên mình đang bán với giá là 2 triệu 650 ngàn nha. Máy đẹp 99 nha mọi người, còn rất là đẹp luôn. Xiaomi Redmi Note 9, con này hàng chính hãng nha, vẫn còn bảo hành nha, bảo hành rất là dài luôn. Con này thì mặt lưng nó nhăm nhăm nhăm, nó trầy nhăm 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 hạt cát nha, do xài ốp nha mọi người, xài ốp vô thì nó có bụi vô thì nó sẽ bị nhăm nhăm nhăm. Con này thì RAM 4 và nhớ trong 128, màn hình con này chắc tầm cỡ 6.5 inch.
Bên mình bán con này với giá là 3 triệu 450 ngàn, nó chạy nhẹ nhẹ nha. Này cũng là Redmi Note 9 nè, màu xanh. Con này thì đẹp 99% luôn, đẹp keng. Con này thì bên mình đang bán với giá là 3 triệu 550 ngàn. Oppo K3. Con này thì cấu hình mạnh nha, chip Snapdragon là 710. Camera kép, camera trước trượt lên. Màn hình này là màn hình AMOLED, RAM 6, bộ nhớ trong 64 GB nha. Con này thì vân tay trong màn hình luôn. K3. Con này pin cũng rất là trâu bò và camera chụp hình khá là đẹp nha. Bên mình bán con K3 này với giá là 3 triệu 450 ngàn. Con này là con Reno 2F nha. Con Reno 2F này thì đẹp 99% luôn. Còn rất là đẹp nha. Màu xanh. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 4 triệu 250 ngàn. Triệu 250 ngàn nha, Reno 2F, máy đẹp 99. LG V40 ThinQ. Con này thì máy cũng đẹp 99% luôn, đẹp keng. Con này bên mình đang bán với giá là 3 triệu 750 ngàn. Vivo V19 màu bạc. Con này đẹp 99, chạy nhẹ trong màn hình một xíu thôi. Con này bên mình bán với giá là 5 triệu nha. Con này màu đen, máy đẹp 98%. Con này thì bên mình bán với giá là 5 triệu 2, V19 nha. Còn Vivo V19 thì RAM 8, bộ nhớ trong 128, chip Snapdragon 712 nha. Oppo A9 2020, con này màu tím. Màu tím xanh nha. Con này thì máy còn đẹp keng, 98 97 98% nha. Con này bên mình đang bán với giá là 3 triệu 450 ngàn. Con này hơi cũng hơi chạy chạy tầm 98 như con này thôi. Con này bên mình đang bán với giá là 3 triệu 350 ngàn nha. A9 2020, RAM 8, bộ nhớ trong 128, màn hình 6.5, pin 5000 nha. Chip 665 luôn. Con này cũng chip 665 nè, Redmi 5i màu xanh. Con này đẹp 99 nha, bên mình bán con này bản RAM 4 GB. 4 bộ nhớ trong 64. Bên mình bán con này với giá là 2 triệu 650 ngàn. Và con này thì máy hơi trầy trầy viền nha. Đây, trầy nhẹ nhẹ đây. Con này bên mình cũng bán với giá là 2550 nha. Con này bản RAM 4 GB luôn. Redmi C3. Con này ngoại hình 95%, hơi trầy nhiều. Con này mình sẽ bán với giá là 1 triệu 750 ngàn nha. Redmi C3. Anh em là muốn con máy pin trâu bò thì mua con này. Con này thì pin cực kỳ khỏe luôn, pin 5000, màn hình 6.5, 3 camera sau, vân tay một chạm nha. RAM 3 bộ nhớ trong 32. Còn con này là Redmi C3i, camera kép, nhận diện khuôn mặt thôi. Con này thì RAM 2 bộ nhớ trong 32, màn hình 6.5. Bên mình bán con này với giá là 1 triệu 750 ngàn. Samsung Galaxy S20 cộng nha. Con này thì hàng chính hãng. Con này mình đã chạy Canon rồi nha, phần mềm trả góp. Thì giờ mình bán giá như giá xách tay luôn. Con này mình bán giá 11 triệu, máy thì đẹp 99%. Con này hai sim hai sóng, hàng chính hãng Việt Nam mà đã rút máy nha, đã rút máy, mình bán bằng giá xách tay 11 triệu. Oppo A53. Con A53 này thì máy đẹp 99% luôn, RAM nó là 4 bộ nhớ trong 128 nha. Hàng chính hãng còn bảo hành rất là dài luôn, những cái này bảo hành chính hãng với tầm tới tháng 8, tháng 9 năm sau nha. Bên mình bán con này với giá là 3 triệu 650 ngàn, màn hình nó là màn hình camera nằm trong màn hình nha, màn hình đục lỗ, máy thì rất là đẹp luôn. A53 Vivo V19 Neo. Con V19 Neo này thì RAM 8 bộ nhớ trong 128, màn hình nó là màn hình AMOLED, viền màn hình rất là mỏng luôn. Camera của dòng này chụp hình khá là đẹp nha, chip Snapdragon 675. Con này thì máy đẹp 99%. Bên mình bán con này với giá là 4 triệu 350 ngàn nha. V19 Neo, hàng chính hãng còn bảo hành rất là dài luôn nha. Con này là con V15. V15 này thì chạy rất là nhiều. Vivo V15 nha. Chạy cũng rất là nhiều nha, vỏ chạy hơi xấu nha.
trước cũng hơi chạy luôn. Con này RAM 4 và nhớ trong 64, bên mình bán con này với giá 1.750 nha, 1.750 ngàn. Vivo i15 nha, i15 chứ, sorry. Vivo i15 1.750 ngàn. Oppo A31 nha. RAM con này là 4 GB, bộ nhớ trong là 64, bộ nhớ trong 128 nha. RAM 4 và nhớ trong 128, máy thì đẹp 99%. Con này bên mình đang bán với giá là 2.950, và mình có một bản RAM, và mình cũng có một cây như thế này, bản RAM 6 GB 128 nha. Bên mình sẽ bán với giá là 3.150 ngàn nha. Trên lệch nhau 200 ngàn nha mọi người. Vivo Oppo A31 nha, máy đẹp 99. Samsung Galaxy Note 10. Con này hàng chính hãng nha, máy 97% thôi. Bên mình bán con này với giá là 9 triệu. Máy hơi cắn viền và hơi trầy trầy nhẹ nhẹ nha. Con này RAM 8, bộ nhớ trong là 256 nha, 2 SIM 2 sóng, hàng chính hãng Samsung Việt Nam. Con này màn hình là 6.3 inch, Note 10. Bên mình bán con này với giá 9 triệu nha. Oppo Reno 2S nha. Con này thì hơi trầy trầy nhẹ nhẹ thôi, những anh em nào mua thì dán lại thôi. Con này thì máy còn rất là đẹp luôn. Nói chung là trầy nhẹ nhẹ cái lưng. Sườn thì cũng cắn nhẹ luôn, nói chung là còn cũ đẹp nha mọi người. Con Reno 2S này thì bên mình bán với giá là 4 triệu. Đây mình có một cây Reno 2S nữa. Cây này trầy cũng khá là nhiều nha. Reno 2S và lưng bể. Con này mình thanh lý rẻ cho anh em luôn. Reno 2S này RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128 nha. Nói chung là máy hơi xấu, rất là hơi xấu, mình thanh lý rẻ cho anh em 3.450 ngàn nha, Reno 2S. Không đâu rẻ hơn được nữa. Con này là con Samsung A51 nha, máy đẹp 99% màu đen. Bên mình sẽ bán với giá là 5 triệu 4 triệu 550 ngàn. RAM là 6 GB, bộ nhớ trong 128 nha, màu đen. 4 triệu 550 ngàn. Và đây là cây cây máy hơi trầy trầy nha, màu xanh. Bên mình bán con này với giá là 4 triệu 250 ngàn nha. A51. Cây này màu xanh nữa và đẹp keng 99 98 99% nha. Còn màu xanh này thì bên mình cũng bán với giá là 4.550. Đủ giá luôn, anh em thích giá nào cũng có nha. Máy hơi trầy trầy thì sẽ có giá của trầy và máy đẹp thì có giá của đẹp nha. Anh em nào ít tiền thì mình mua trầy trầy một xíu mà nó rẻ được xíu nha. Chất lượng thì như nhau nha mọi người, chất lượng như nhau. Samsung Galaxy S20 cộng nha, mình còn một cặp. Máy đẹp keng 99 luôn nha. Hai con này thì bảo hành chính hãng còn rất là dài luôn. Phải tầm 5 tháng nữa nha. RAM con này là 8 GB. Máy còn rất là đẹp. Camera của dòng S20 này chụp hình cực kỳ đỉnh luôn nha mọi người. Mình đang quay phim bằng S20 cộng này luôn nha. Hai con S20 cộng này hàng chính hãng thì bên mình đang bán với giá là 12 triệu một cây nha. S20 cộng hàng chính hãng. Xiaomi Redmi Note 9S, RAM con này là 6 và nhớ trong 128 nha, máy thì đẹp 99% luôn. Con này thì bên mình đang bán với giá là 4 triệu 050 ngàn. Xiaomi Redmi Note 9S nha. Xiaomi Redmi Note 8 nha, hàng chính hãng vẫn còn bảo hành nha. Con này thì máy tầm 97%. Hơi chạy chạy vì nhẹ nha. Còn RAM con này là 4 và nhớ trong 64. Bên mình sẽ bán con này với giá là 2 triệu 750 ngàn nha. Redmi Note 8. Những con Note 8 này cực kỳ hot luôn. Con này cũng RAM 4 GB luôn nha, máy đẹp 99%. Con này là bản sách tay, bản quốc tế. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 2 triệu 750 ngàn luôn, bản hàng chính hãng luôn. Oppo A52 nha, RAM 6 và nhớ trong 128, máy đẹp 99. Còn A52 này thì bên mình bán với giá là 4 triệu, mình có màu xanh và đen luôn nha. Bên mình bán hàng thì sẽ kèm cho mọi người đầy đủ phụ kiện luôn, cáp sạc tai nghe nha. Con này là con Oppo Reno 3. Reno 3 thì mình có 3 màu xanh,
trắng và đen nha, màu đen với màu xanh. Thì hôm nay mình bán con Renault 3 này với giá là 4 triệu 350 ngàn, và riêng màu trắng thì mình sẽ bán 4 triệu 450 ngàn nha. Renault 3 không đâu rẻ hơn được nữa nha mọi người. Google Pixel 2 nha. Còn Pixel 2 này thì máy đẹp keng. Đẹp keng nha mọi người, đẹp keng 99% đó, Pixel 2. Còn Pixel 2 này thì bên mình bán với giá là 2 triệu 450 ngàn. Còn mình có con Sorry mọi người nha. Hôm nay thì điện thoại mình gọi nhiều. Nói chung canh ngày hay canh tối gì điện thoại của mình gọi rất là nhiều nha mọi người. Mọi người thông cảm giúp. Mình có con này là con Pixel 2XL nha. Con này thì kính nó hơi trầy trầy, hơi trầy trầy nhẹ nhẹ nha. Con này bên mình sẽ bán với giá là 3 triệu 350 ngàn Google Pixel 2 nha mọi người. 2XL chứ, con này là 2XL nha. 3 triệu 350 ngàn. Màn hình con này là 6 inch. Giá cực kỳ tốt cho anh em trải nghiệm cái con này luôn nha. Con máy này tôi thật sự là một con máy, nói chung là cực kỳ mượt. Dòng Pixel là một con máy rất là mượt luôn. Anh em sẽ không thấy cái độ trễ của nó đâu. Con này là con Oppo A92, A92 RAM 8GB nha, máy đẹp 99% A92. A92 thì bên mình sẽ bán với giá là 4 triệu 450 ngàn nha, Oppo A92. Oppo A5 2020, máy đẹp 99 thì bên mình đang bán với giá là 2750 nha, cho bản RAM 3 bộ nhớ trong 64 và bản RAM 4 bộ nhớ trong 128 thì bên mình đang bán với giá 3 triệu. Còn máy trầy tầm 97% thì bên mình bán với giá là RAM 3 thì 2 triệu 650 ngàn nha. Còn A5 này thì chip 665, màn hình 6.5, pin được 5000, 3 camera sau nha. Samsung Galaxy A51 màu xanh, máy đẹp 99 nha. Rồi con này là bản RAM 8 bộ nhớ trong 128, màn hình là 6.5. Con này bên mình đang bán với giá là 4 triệu 950 ngàn nha. Con này là Vivo V19, máy đẹp 99 luôn. Con này thì bên mình đang bán với giá là 5 triệu 350 ngàn nha. Máy đẹp 99, 99% màu màu bạc. Hôm nay sẽ giảm giá rồi mọi người thôi, còn 5 triệu 250 ngàn nha. Redmi Note 8. Con này thì mình có là bản RAM 3GB nha, RAM 3GB, bộ nhớ trong 64, máy 98, bộ nhớ trong 32, máy đẹp 98% thì bên mình bán với giá là 2 triệu 650 ngàn nha. Còn máy trầy trầy thì bên mình đang bán 2550. Samsung Galaxy Note 10 cộng nha, hàng chính hãng. Con này là đẹp keng như mới luôn, 99% nha, đẹp keng, còn siêu viền đồ hết nha, full box đầy đủ phụ kiện. Galaxy Note 10 cộng, hàng chính hãng nha. Con này còn bảo hành tới tháng 2 2021, máy đẹp 99 nha. Full box, con này bên mình bán bản full box này với giá là 12 triệu 550 ngàn nha, và còn bảo hành chính hãng. Note 10 cộng nha mọi người, Galaxy Note 10 cộng. Hôm nay con Note 10 cộng này cực kỳ có giá luôn nha. Redmi 6 RAM con này là 4 và nhớ trong 64, chip G90T nha, full box. Máy còn rất là đẹp nha mọi người. Cấu hình thì mạnh nữa, pin trâu bò. Con Redmi 6 này bên mình bán full box với giá là 3 triệu 750 ngàn nha. Redmi 6. Con này là con Redmi C11. Máy đẹp keng nha, đẹp keng 99 nha. Con này cũng full box luôn, con này màn hình cực kỳ to luôn. Con này thì bên mình đang bán với giá là 2 triệu 150 ngàn nha mọi người, Redmi C11. Thì hôm nay mình có một số máy giới thiệu tất cả mọi người thôi. Hôm nay mình có còn hàng bấy nhiêu hàng thôi, mình giới thiệu anh em. Galaxy Tab E nha. Màn hình rất là to, pin cực kỳ trâu bò. Con Tab E này màn hình 10 inch nha. Bên mình sẽ bán con này với giá là 1 triệu 750 ngàn, Galaxy Tab E nha. Đó, hôm nay có số máy vậy thôi giới thiệu anh em. Anh em nào muốn mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp qua bên mình nha mọi người.
Con này con Samsung A6 luôn. A6 con này thì ngoại hình đập 97% thôi, máy hơi chạy chạy theo năm tháng. Con này mình bán 1.650.000 nha, A6 2018 nha. Anh em coi video thì nhớ like, share, chia sẻ ủng hộ kênh của mình luôn nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi những clip của mình ạ. Nhớ bấm đăng ký để theo dõi những clip mới nhất nha, và theo dõi giá cả của bên mình nha. Bên mình thì bán hàng thì cũng hỗ trợ với mức giá là tốt nhất tới tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và theo dõi những video của mình ạ.